nghe lòng phơi phới, trường mới, bạn mới và tất cả đều mới, những chiếc áo dài thước tha lướt qua. Ôi thật là xinh quá, vui quá ha. Và một lớp mà nam còn ít hơn là nữ, mà mấy bạn còn hung dữ, nhưng được cái là rất xinh và cũng rất nhiệt tình, nên chúng mình mới khổ bị đè đầu cưỡi cổ, bị say vặt tùm lưng. Nhưng là nhỏ lớp trưởng cứ bắt mình làm gương, cứ kiểm tra bài tập, cứ không làm thì mét cô. Nhiều lúc ăn gyro còn nhỏ thì cười hô hố, chỉ biết chắc cái số cho gặp nhỏ chưa bồ. Đến một ngày chịu không nổi ăn gói xôi cũng không vô, cầm quyển tập trở lên tường, nhỏ lớp trưởng chỉ đứng cầm rồi âm thầm quay bước đi. Nghe thiên hạ đã đồn rằng đứa mới nhỏ đang nghèo nghèo tuôn rơi. Kể từ ngày hôm đó nhỏ cũng không la ó và cũng không thèm ngó, để mình qua một xó chẳng còn ai chăm lo, và mình tìm thấy tự do, nhưng lại thiếu cái gì khiến cho mình lại khó chịu. Mới phải cho mình cái iPhone, xài cái sim cướp bộ, bắt mình làm xe ở những lúc khi nhỏ chán, không thì làm ông tám ngồi thâu đêm suốt sáng. Nhưng mà một thời gian tiếp xúc, một thời gian bị hành hạ, và mình đã nhận ra đằng sau cái ác ba nhỏ thật là tốt bụng và thật là đáng yêu, giống như một thiên thần. Nắng lấp lánh trên cầu bay chim hót khẽ để nói em yêu anh rồi, vì anh ngốc anh đâu biết được, thì em cứ ngu ngơ thế thôi, cứ lúc chót treo anh vậy thôi đó. Và em ước mong sẽ con này được như bé lên yêu nói rằng I love you. Bắt đầu biết buông rêu, bắt đầu undercut, bắt đầu thích style và bắt đầu thích đâu hơn, bắt đầu nghĩ vui vơ, bắt đầu thích mộng mơ, bắt đầu biết làm thơ rồi bắt đầu làm rapper. Kể từ ngày hôm đó và con mắt cứ hay nhập nó về những nơi có nhỏ, rồi từng bước chăm lo đến nơi bản thân của nhỏ, để mọi điều chưa rõ về nhỏ giờ sẽ được sáng tỏ. Và khi màn đêm buông xuống, có một bóng đèn hiu hắt, một bóng người đang cầm cùi học bài, vì một tương lai ngày mai và vì một người con gái, không một ai chê bai vì mình là trai tài gái sắc. Ê nhỏ lớp trưởng, có chuyện gì không nhóc? Tối thứ bảy tuần này bà có bận cái gì không? Cũng không biết nữa, có gì không nè? Thì tôi có 2 tấm vé được người ta cho free, nếu bà rảnh thì cùng đi sao hả? Tự nhiên tốt quá ha, có ý đồ gì không vậy? Không có gì hết mà, quyết định vậy đi nha, đúng 7 giờ tối không gặp không về. Chạy chút phút gieo đều gần 3 tiếng đồng hồ, cái chục bộ đồ mà chẳng cái nào vừa ý, mang đôi Zano tôi cùng thêm cái áo ghi chì và cái quần đi dưới trong thật đẹp trai hi hi. Đi ngang tiệm hoa mua cho nhỏ một bó xinh xinh nhỏ nhỏ thơm ngát hoa hồng, vì hôm nay là ngày quan trọng, bấy lâu nay mình chờ mong lời tỏ tình đầu lòng, còn mong sẽ thành công. 1 phút 2 phút còn gần cả 100 phút, biết nói gì mơ mộng cho nhỏ sẽ rung động. 1 giọt 2 giọt rồi cơn mưa ào tới, cuốn cho niềm phấn khởi những hy vọng dần vơi. Chờ 1 tiếng rồi 2 tiếng nhìn mọi người ra vào, tay trong tay cười nói chỉ riêng mình thấy nhói. Rồi nghe thấy tiếng bàn tán có một vụ tai nạn, là một cô gái trẻ trên người đầy máu me. Chạy khắp nơi tìm kiếm, cầu mong xin đừng là nhỏ nha, cầu mong nhỏ đừng tới. Mình chờ đợi cũng không sao, nhưng mà đến hiện trường nhìn thấy người đang bị thương, đúng là nhỏ lớp trưởng, cái người mà tôi đang thương. Ôm chặt nhỏ vào lòng thật xót xa, thật dây dứt, đừng có gì nha ấy, vì mình chưa kịp cho ấy biết mình thích ấy biết mấy. Mình muốn được bên ấy quan tâm chăm sóc và bảo vệ cho ấy suốt đời. Ngốc ơi là ngốc, tôi đâu có bệnh gì đâu mà ông ngồi đã than khóc. Má chặt chân đi không được, tại trời mưa như chút nước nên tôi không đến sớm được. Còn không biết mà đỡ tôi dậy làm gì mà ngồi đấy mà sao? Trời trời, vậy là không có gì à? Trời trời, vậy là tôi bị hố tập 2 nữa hả trời? Thôi chết tôi rồi. Đừng có quên những lời ban nãy ông đã nói. Có biết gì không, những ngày qua tôi chờ mong